Chào mừng các bạn đã đến với Bubbleography. Nếu đây là lần đầu tiên bạn biết tới mình á, thì đây là một kênh chuyên về các câu chuyện trinh thám của các vị thám tử nổi tiếng trong văn học cũng như là điện ảnh. Và hiện tại thì mình đã có một series về thám tử Kindaichi Kosuke và đang thực hiện một series khác về thám tử Akechi Kogoro. Nếu bạn là một người yêu thích các câu chuyện trinh thám á, thì hãy nhớ đăng ký cho Bubbleography cũng như nhấn vào cái nút chuông bên cạnh để mình có động lực làm thêm nhiều sản phẩm thú vị và chất lượng hơn nữa nha. Không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta hãy cùng nhau bước vào vụ án của ngày hôm nay. Đây là thám tử Akechi Kogoro trong vụ án siêu trộm thằn lằn đen. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu chỉ do một sự tình cờ thôi. Akechi Kogoro được một người bạn dẫn tới một quán bar bí mật. Tất nhiên là vào bar chỉ để chơi bời thôi. Nhưng mà quả thật lại là một sự tình cờ khi mà cái quán bar này lại là khởi đầu cho một vụ án khá là thú vị. Ở cái quán bar này có một người phụ nữ vô cùng nổi tiếng. Tiếng hát của bà làm cho rất là nhiều người đàn ông trong quán bar mê đắm. Nhưng mà chỉ trừ Akechi Kogoro thôi. Thì anh chàng này lại không hề có một tí cảm xúc gì hết. Bà ta cho rằng anh là một người khá là kỳ lạ khi mà không hề bị ảnh hưởng bởi sắc đẹp. Cho nên là sau đó thì bà đi tiếp chuyện người khác. Thì ở cái bàn đối diện á, có một người đàn ông đang nằm gục trên bàn. Thì khi người đàn bà này lại á, anh ta ngước lên thì khuôn mặt giống như là đang khóc vậy đó. Cho nên là người phụ nữ đã lau đi các giọt nước mắt trên khuôn mặt của người đàn ông này. Rồi sau đó dắt anh ta vào một căn phòng riêng. Akechi thì thắc mắc nhìn theo hai người họ. Cho tới vài ngày sau thì một chuyện khá là bất ngờ xảy ra. Thì trên báo lại có tin là một người nhạc sĩ chán đời đã tự sát. Mà khuôn mặt của người nhạc sĩ đã tự sát trên tờ báo đó. Không ai khác chính là cái người đàn ông đã rầu rĩ tại quán bar hôm bữa. Lấy làm lạ cho nên là Akechi đã tìm tới một bài báo khác. Thì bài báo này cũng có một thông tin khá là thú vị. Một cái xác đã bị trộm khỏi phòng mổ của một cái bệnh viện y dược. Cho nên là Akechi có đi đến đó để mà điều tra. Thì quả thật là ngày hôm qua cái phòng xác này đã bị trộm mất một cái xác nam tầm đâu khoảng 30 mấy tuổi. Và Akechi có để ý thấy rằng có một con thằn lằn đen bằng cao su nằm ở dưới đất. Vậy thì tất cả những chuyện này có liên quan gì tới nhau? Thì một lát nữa chúng ta sẽ được giải đáp ha. Sau đó thì Akechi có quay lại quán bar để mà tìm người phụ nữ. Nhưng mà không thấy cô ở đâu hết. Thì lại thêm một sự tình cờ nữa. Có một người quen nhận ra Akechi. Và anh nhận được một ủy thác khá là thú vị. Cái người bạn này của Akechi nè lại quen một người đàn ông khác là chủ của một tiệm trang sức lớn. Ông ta có nhận được một lá thư đe dọa. Lá thư nói rằng ông hãy bảo vệ cô gái của mình cho thật kỹ đi, bởi vì có một ai đó đang lên kế hoạch để mà bắt cóc con gái của ông. Thế là không lâu sau đó hai cha con đã chuyển tới sống ở một cái khách sạn để mà Akechi tiện bề theo dõi tình hình. Lúc này thì cô con gái có ngồi tại một cái quán rượu ở trên sân thượng. Còn Akechi với ông chủ thì ngồi bàn chuyện với nhau ở dưới tầng 1. Bất ngờ làm sao là cô con gái này lại có vẻ khá là thân thiết với cái người phụ nữ ở quán bar. Ta cũng được biết xem rằng cái người phụ nữ này có một niềm đam mê rất lớn tới các loại đá quý. Còn ở dưới tầng 1, ông chủ đang cho rằng có ai đó đang nhắm tới cái đồ trang sức quý giá nhất của ông. Đó là ngôi sao Ai Cập. Một viên kim cương được tìm thấy tại miền Nam Châu Phi với giá trị rất là lớn. Quay lại cô con gái thì bởi vì cô khá là thân thiết với cái người phụ nữ này cho nên là kể hết mọi chuyện cho bà nghe luôn. Từ cái lá thư đe dọa cho tới cái kế hoạch để bắt hung thủ của Akechi Kogoro. Vừa nghe xong tất cả thì bà ta liền cười lớn. Rồi sau đó giới thiệu cho cô con gái một người doanh nhân trẻ. Và người đàn ông này thì lại nhìn y chang cái chàng nhạc sĩ đã tự sát luôn. Trong lúc cô con gái và người đàn ông đắm đuối nhìn nhau thì người đàn bà bí ẩn đã ra cửa sổ, bật quạt lửa lên và bắt đầu ra một cái ký hiệu gì đó. Ngay phía dưới khách sạn, một chiếc xe hơi đã bắt đầu khởi động máy. Người đàn bà gợi ý cho chàng doanh nhân trẻ cho cô con gái xem một món đồ khá là thú vị trong phòng của mình. Và cô gái gật đầu đi luôn. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà. Khi mà cô gái vừa vào phòng thì người đàn bà đã khóa cái cửa lại. Sau đó thì cô đã bị người đàn ông ập thuốc mê. Rồi gã ta nhét cô vào một cái rương lớn. Sau đó thì gã ta cứ thế đường chính mang cô con gái ra khỏi khách sạn. Akechi và ông chủ thì đi về phòng. Lúc này căn phòng nó không có bật đèn, mọi thứ đều tối thui hết. Thì cả hai chỉ thấy bóng dáng của một người phụ nữ trong phòng cất lên tiếng nói rất là giống của cô con gái và bảo rằng cô mệt quá cho nên là bây giờ sẽ đi ngủ trước. Cho nên là cả hai cũng không nghi ngờ gì hết. Akechi thì về phòng của mình, còn ông chủ thì khóa cửa lại, sau đó uống một liều thuốc ngủ rồi cũng đi ngủ luôn. Không lâu sau đó thì lại có một ai đó gửi tới một lá thư thứ hai, cho nên là Akechi đã qua và đánh thức ông chủ dậy. Anh đưa cho ông xem lá thư thì lá thư nó bảo rằng đúng 12 giờ đêm nay con gái của ông chủ sẽ bị bắt đi mất. Thành ra là Akechi cũng khá là lo lắng cho nên là hỏi ông chủ xem là cô con gái sao rồi. Thì ông chủ cũng bảo là cô con gái đang ngủ rất là say giấc ở bên cái giường kế bên mình cho nên là không có vấn đề gì hết. Nhưng mà ông đâu có biết là ngay lúc này con gái của ông đã được mang lên tàu điện và được đưa tới đâu luôn rồi. Akechi lúc này vẫn đang đi lẫy trong phòng thì đột nhiên có một cái tiếng gõ cửa. Thì hóa ra người đó lại là người đàn bà ở quán bar. Bà bảo rằng vì có quen biết với cô con gái cho nên là bà muốn cùng Akechi cùng nhau canh gác để bảo vệ cho cô. Nghe thấy vậy thì Akechi cũng đành chấp thuận thôi. Thì trong lúc chờ đợi tới nửa đêm thì hai người có nói chuyện với nhau những câu chuyện cũng khá là vô thưởng vô phạt về tội phạm các thứ. Nhưng mà thật ra là bà ta đang thăm dò khả năng của Akechi Kogoro, nhưng mà vẫn còn khá là lâu cho tới nửa đêm. Cho nên là bà ta đã thuyết phục Akechi Kogoro chơi một ván bài. Ván bài này sẽ đánh đổi tất cả các đồ trang sức quý giá của người phụ nữ để đổi lấy sự nghiệp thám tử của Akechi Kogoro. Và anh chàng cũng đồng ý với cái vụ cá cược đó luôn. Nhưng mà khi đồng hồ gần tới 12 giờ đêm thì Akechi Kogoro đã đề nghị dừng cuộc chơi lại, vì cái nhiệm vụ bảo vệ cô con gái tất nhiên là quan trọng hơn cái vụ đánh cược này rồi. Cùng lúc đó thì đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, nhưng mà hình như là không có gì xảy ra hết. Trong khi Akechi Kogoro đang thắc mắc không biết chuyện gì thì người phụ nữ lại mồi thêm một vài câu, kiểu như là có khi là giờ này cô con gái đã bị bắt cóc rồi cũng nên. Cho nên là Akechi Kogoro liền chạy qua phòng của ông chủ và kiểm tra cô con gái. Thì tất nhiên là như chúng ta đã biết, ở trên giường chỉ có một con búp bê mà thôi. Trong lúc ông chủ tức giận xỉa xói cái danh thám tử số 1 Nhật Bản của Akechi Kogoro thì anh cũng đã sớm nhận ra ý đồ của hung thủ. Anh giải thích cho ông chủ rằng thật ra cô con gái đã bị bắt cóc từ sớm rồi. Xong kẻ đó gửi bức thư thứ hai bảo rằng cô con gái sẽ bị bắt cóc vào đúng 12 giờ đêm. Thật ra là để đánh lừa tất cả mọi người và câu giờ cho gã đó có thời gian để mà chạy trốn. Người phụ nữ nghe xong thì cười lên khoái trá và bắt đầu xem thường Akechi Kogoro. Còn ông chủ thì lúc này tức quá rồi, định đi gọi cảnh sát. Thì Akechi lại bảo là không cần gọi đâu, bởi vì anh sẽ giải quyết được tất cả mọi chuyện. Cùng lúc đó thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Và thật bất ngờ là sau khi nghe xong cú điện thoại đó thì Akechi đã quả quyết rằng mình đã tóm được kẻ chủ mưu. Câu nói của Akechi khiến cho người phụ nữ rất là sốc và hỏi rằng tại sao anh lại có thể quả quyết mọi chuyện như vậy. Akechi Kogoro bắt đầu giải thích mọi chuyện. Người nhạc sĩ cũng như là đồng phạm của người phụ nữ đã trộm cái xác ở đại học Y và làm giả vụ tự sát của mình. Hóa ra là Akechi đã biết tất cả ngay từ đầu rồi, và anh đã cho người bám theo gã ta mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên thì họ chỉ cứu được cô con gái thôi, còn cái gã nhạc sĩ đó thì không may đã trốn thoát rồi. Nhưng mà chẳng phải lúc nãy thì Akechi đã quả quyết rằng mình đã tóm được kẻ chủ mưu rồi sao? Thì kẻ đó không ai khác chính là người phụ nữ bí ẩn tại quán bar, hay còn được biết chính xác hơn với danh xưng là siêu trộm thằng lằn đen. Thì lý do cho cái biệt danh siêu trộm đó, tại vì bà ta hay bỏ lại những con thằng lằn đen mà cao su tại hiện trường vụ án, và trên cánh tay bà ta cũng có xăm hình một con thằng lằn màu đen nữa. Nhưng mà cho dù đã bị Akechi Kogoro vạch mặt như vậy thì bà ta vẫn đã tìm được cách để mà trốn thoát khỏi cái khách sạn đó, dù rằng Akechi đã yêu cầu phong tỏa nguyên cái khách sạn, không cho bất cứ người phụ nữ nào ra khỏi đó hết. Nhưng mà thằng lằn đen thì lại không phải là một người phụ nữ. Nói đúng hơn thì siêu trộm thằng lằn đen không hề có giới tính, dù hóa thân thành nam hay nữ thì cũng đều hoàn hảo hết. Và đây là đánh dấu sự kiện lần đầu tiên cả hai gặp được nhau. Nhưng đây vẫn chưa phải là lần cuối cùng mà thám tử số 1 Nhật Bản Akechi Kogoro và siêu trộm thằng lằn đen đối đầu với nhau. Mọi chuyện sẽ còn hấp dẫn và ly kỳ hơn nữa, nhưng mà mình sẽ kể lại ở trong video tiếp theo nha. Và nếu bạn muốn theo dõi những câu chuyện trinh thám thú vị khác thì hãy nhớ like, share, đăng ký cho Baplegraphy, cũng như nhấn vào cái nút chuông thông báo để được xem video của mình một cách sớm nhất nha. Mình là Baplegraphy và hẹn gặp lại các bạn ở vụ án tiếp theo của thám tử Akechi Kogoro.